Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng xử phạt tặng huân chương cho Việt Á nhưng lại trừ chậm già. Vào ngày 8 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ khắc phục vi phạm, khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong việc đề cử khen thưởng tập thể cá nhân trong đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm Việt Á. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú chủ trì đã kiểm điểm Bộ Nội vụ trong việc đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân liên quan trong thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới 2019. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng quy kết vụ huân chương tặng Việt Á cho Bộ Nội vụ. Tấm bằng huân chương lao động hạng 3 mà Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch nước đã ký tặng cho Việt Á để Việt Á dùng nó làm bình phong móc nối với 63 tỉnh thành lừa gạt người dân Việt Nam. Nếu không có chữ ký của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước khi đó trên tấm huân chương thì Việt Á không thể lộng hành ở các tỉnh thành trong nước được. Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Phong làm chủ tịch đã đề xuất lên ban thi đua khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ trình chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng ký văn bản này, và tấm huân chương đã được ra đời từ đó. Ông Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng, đã thừa nhận ông sai. Ông Giang nói, việc tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á là câu chuyện buồn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của mình. Nói chung là hình thức kỷ luật khá nhẹ, nhưng rõ ràng là chữ ký trên tấm huân chương lao động hạng 3 trao tặng cho Việt Á đã được đổ cho Ban thi đua khen thưởng và Bộ Nội vụ, chứ không phải người ký là ông chủ tịch nước khi đó Nguyễn Phú Trọng. Như tờ Thời báo.de đã phân tích trước đây, tấm huân chương lao động hạng 3 Việt Á có chữ ký thật của Nguyễn Phú Trọng như là một sự bảo chứng để cho Phan Quốc Việt dùng nó như sự đảm bảo để đưa hàng dởm mua từ Trung Quốc về Việt Nam dán mã tiêu thụ. Đáng lẽ ra những người mà giúp cho Việt Á có tấm bằng huân chương này cũng phải bị trừng trị để nêu gương, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây là hình ảnh ông Tổng đã trừng phạt Nguyễn Thành Phong. Để có tấm huân chương lao động hạng 3 đầy tay tiếng này phải qua 3 chốt chặn. Chốt chặn thứ nhất là nơi đề xuất, chốt chặn thứ nhì là nơi kiểm tra và chốt chặn cuối cùng là nơi ký tặng. Tuy nhiên, người đề xuất là Nguyễn Thành Phong thì đang bị ông Tổng Bí thư giam lỏng tại Ban Kinh tế của Trung ương, chưa biết đến khi nào sẽ bị quăng vào lò. Chốt chặn thứ nhì là Ban thi đua khen thưởng của Trung ương thì chỉ bị xử lý rất nhẹ và cuối cùng người ký xem như vô can. Trong khi đó, Phan Quốc Việt cần chữ ký của ông Trọng nhất, vì chữ ký của ông này rất dễ dàng được người dân nhận biết và có thể đánh lừa hàng loạt mọi người. Trong chuyện Tam Quốc thì có tình tiết Tào Tháo cấm binh sĩ phá hoại lúa của dân, ai vi phạm là chạm không tha. Tuy nhiên khi hành quân thì chính ngựa của Tào Tháo phá nát ruộng lúa của người dân. Thế là Tào Tháo bị rơi vào thế khó. Ông phải chạm chính ông mới giữ được quân lệnh, vì lệnh ông ban ra là không trừ một ai. Cuối cùng ông cũng phải tự chạm chính ông theo cách tượng trưng là cắt tóc thay đầu. Đấy là mẫu chuyện về người chủ tướng phải tự tuân thủ mệnh lệnh cho dù bản thân mình là cao nhất. Với ông Nguyễn Phú Trọng, người dân biết chắc không ai trừng phạt được ông, vì trên tấm huân chương lao động hạng 3 của Việt Á, ông đã ký, mà người dân cần ông thừa nhận rằng chữ ký trên tấm huân chương ấy là sai. Chỉ cần thế là đủ. Vậy mà ông Tổng Bí thư không làm được điều đó. Vậy thì không biết phẩm chất đạo đức của ông Tổng đã giấu ở đâu, hay ông không đủ phẩm chất như cổ nhân. Đây là hình ảnh chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng trên huân chương lao động hạng 3 tặng cho Việt Á. Sau khi vụ tai tiếng tấm huân chương lao động hạng 3 ký tặng cho Việt Á, thì ngày 23 tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, đã ký quyết định số 715 hủy quyết định tặng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Như thế thì xem là phi tang tội chứng do Nguyễn Phú Trọng đã gây ra. Cách làm của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là lén lút, chưa bao giờ là quang minh chính đại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phân tích Hữu Dũng vô mưu
Tô Đại Tướng càng tham vọng, càng dễ chuốc họa. Trong lịch sử loài người, những người tướng hữu, dũng vô mưu thường chỉ làm công cụ. Nếu ngoan ngoãn thì có tương lai êm đềm, nhưng nếu ngông cuồng hoặc quá tham vọng thì thường có kết cục rất bi thảm. Thời Tam Quốc thì có Lã Bố là dũng tướng, nhưng ông này là một kẻ hữu dũng vô mưu và rất ngông cuồng. Cuối cùng ông ta nhận cái chết thảm khi Tào Tháo diệt gọn. Trong các dũng tướng của Lưu Bị có Quan Vân Trường, tức là Quan Vũ hay Quan Công, cũng là một loại hữu dũng vô mưu. Ông này đã bị Lữ Mông, một tướng tài của Đông Ngô, diệt do tính ngông cuồng, xem Lữ Mông là hàng thấp kém. Đây là hình ảnh, vì không biết lượng sức tiền nhiệm của ông Tô Lâm đã lên bàn thờ vì quá nhiều tham vọng, cái chết đã đến hết sức bí ẩn. Khi làm chính trị thì người ta cần cái đầu hơn là sự hung hăng. Sự hung hăng chỉ hữu dụng khi được biết các thế lực cao hơn dùng làm công cụ để dẹp loạn. Và hiện nay ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam được đánh giá là thuộc hàng hữu dũng vô mưu, tương tự như tướng Võ Biền trong quá khứ. Ông Trọng đang dùng ông Tô Lâm như là một công cụ, và đáng lẽ ra ông Tô Lâm khôn ngoan để được ông Tổng cất nhắc lên vị trí nào đó trong tứ trụ thì ông mãi dậm chân tại chỗ ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an tới hai nhiệm kỳ. Có ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm không là cánh tay đắc lực, không thể thay thế thì ông Tổng đã đá văng ông Bộ trưởng Bộ Công an từ đại hội lần thứ 13 đi mất rồi. Chính cây dại của ông Tô Lâm đã làm cho ông Tổng Trọng phải e ngại đưa ông lên cao hơn. Bắt cóc người và ăn thịt bò rất vàng, trả thù những ai châm biếm thì ông Tô Lâm đã thể hiện hết những gì ông có. Với những con người làm chính trị đầy toan tính như ông Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng thì nhìn những gì ông Tô Lâm làm họ rất mừng. Bởi con người có phẩm chất như Tô Lâm thì ông sẽ tự đạp đổ hết những gì ông ấy xây lên. Việc há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng đã được Vương Đình Huệ bao che, nhưng khi họp Bộ Chính trị, ông Huệ khó mà tha cho hành động này của ông Tô Lâm, hoặc ít nhất cũng dùng yếu điểm đó để ngăn cản ông Tô Lâm xâm hại đến lợi ích của ông ta. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm vẫn là trẻ con trên chính trường. Tiền nhiệm của ông Tô Lâm là Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang là một tướng hữu dũng, nhưng ông Quang không hề vô mưu, lộ liễu như ông Tô Lâm. Nói về nhãn quan chính trị, ông Trần Đại Quang khá hơn ông Tô Lâm rất nhiều. Nhưng nếu so với ông Nguyễn Phú Trọng thì Trần Đại Quang chỉ là đứa bé học việc. Và kết quả ông Tổng lấy chức chủ tịch nước như lấy kẹo trong túi. Những ông tướng Võ Biền thường rất ngây ngô về mặt chính trị. Tất nhiên có số ít vẫn có nhãn quan chính trị tốt, nhưng hầu hết là Võ Biền. Và bản thân ông Bộ trưởng Bộ Công an là như thế. Hiện nay ông Tô Lâm đang nhắm vào ghế tứ trụ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên khi lọt vào tứ trụ là danh sách tham gia vào sân chơi của giới chính trị lọc lõi vào hạng thượng thặng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên cũng có người đánh giá nếu ông Tô Lâm lọt vào tứ trụ thì huồng máy đấu đá sẽ nghiền ông thành tro như đã từng làm với Trần Đại Quang vậy. Sân chơi tứ trụ là nơi hung hiểm, tầm của Tô Lâm không đủ để vào đấy. Với trò chơi chính trị thì vũ khí không phải là súng, nhưng nó còn nguy hiểm hơn cả súng. Ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phạm Quý Ngọ, ông Trần Đại Quang đều phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Nhưng không phải họ chết vì súng đạn. Vì thế, chuyện trong tay ông Tô Lâm có súng không có nghĩa là gì với võ đài của bốn chiếc ghế quyền lực này. Đó là nhận xét của những người quan sát chính trị có uy tín đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nên an phận với vai trò công cụ thì tốt hơn. Tứ trụ là nơi hung hiểm với ông Tô Lâm, nhưng ông Tô Lâm sẽ không đủ khả năng tiên lượng được điều đó. Cũng giống như Trần Đại Quang cũng không đủ khả năng để tiên lượng. Vì thế nếu Tô Lâm càng tham vọng thì sự an toàn cho bản thân của ông ta càng khó được đảm bảo. Tuy nhiên với người điếc thì họ không biết sợ sự nguy hiểm của súng đạn.